Phương tiện tham gia giao thông đồng bộ gồm những loại nào? Phương tiện giao thông thô sơ đồng bộ và xe máy chuyên dùng. Còn một và hai, phương tiện giao thông đồng bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi như thế nào? Như về phía bên phải, không được phép. Người có giấy phép lái xe B1 tự động được điều khiển lái xe, không được hành nghề. Khi gặp hiệu lệnh về đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào? Đúng quy tắc sang ngang thì đằng sau dừng à? Người tham gia giao thông ở phía trước và phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại. Nếu mà đặt ở trước thì tất cả đều dừng. Đặt sang ngang. Phía trước và phía sau dừng. À, hai bên đi. Tại đây đồng bộ giao nhau cùng mức với đường sắt là chỉ có tín hiệu đèn cách 5 mét. Khi lái xe trên đường vắng và thấy buồn ngủ, quan sát dừng xe tại quy định nghỉ cho đến khi hết buồn ngủ. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư đường 2 chiều không có giải phân cách giữa đường 1 chiều có một làn xe cơ giới tốc độ 50 km là ô tô cà rơ móc, nhưng mà phải chọn ô tô cà rơ móc, xe khác ô tô trộn vữa bê tông. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn trong các trường hợp nào dưới đây? Khi có người đi bộ xe lăn, người khuyết tật, khi điều khiển phương tiện đi qua khu vực trạm kiểm soát, cả 1 và 2. Người lái xe khách phải chấp hành những quy định nào dưới đây? Đón trả khách đúng nơi quy định, không trả khách trên 50 trong phòng hành lý, không chở hàng hóa nguy hiểm hàng có 1 và 2. Hình nào dưới đây biểu hiện hàng trên chẳng phải vết dễ vỡ, cẩn thận. Hình 1, đi sơ cứu ban đầu cho người bị nạn. Giao thông đường bộ không có người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ án tai nạn phải thực hiện đặt nạn nhân nằm ngửa, khai thông, thực hiện các biện pháp hô hấp cả 1 và 2. Khi điều khiển xe sử dụng có hộp số cơ khí vượt qua rãnh lớn căn ngang mặt đường, người lái xe cần thực hiện gài số 1 và từ từ cho 2 bánh trước xuống rãnh, tăng ga cho 2 bánh xe trước vượt lên phải rãnh, tăng số, tăng tốc sai, tăng ga, tăng số, khai gài số 1 và từ từ đi 2 bánh xe trước xuống rãnh, tăng ga cho 2 bánh xe trước vượt lên phải rãnh, tiếp tục để bánh xe sau từ từ xuống rãnh rồi tăng dần ga cho xe lên rãnh. Khi lái xe ô tô qua đường sắt có rào chắn không có người điều khiển giao thông à 5 mét, hạ cửa kính, tắt các xe bị âm thanh xe quan sát, và nếu không có tàu chạy qua thì về số thấp, tăng ga nhẹ để tránh động cơ trên máy cho xe vượt qua để đảm bảo an toàn, đúng không? Đúng. Khi đang lái xe ô mô tô và ô tô, nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại hay giảm tốc độ để dừng xe ở nơi có phép dừng, sau đó sử dụng điện thoại. Dây đai an toàn lắp trên xe ô tô phải đảm bảo yêu cầu an toàn kỹ thuật dưới đây. Đối xuống lượng lắp đặt chắc chắn, kéo ra thu vào dễ dàng, cơ cấu hãm giữ chặt dây khi dây giật đột ngột. Máy phát điện được trang bị để phát điện năng cung cấp cho các phụ tải. Biển nào xe ô tô còn được phép vượt? Biển 2. Biển nào cấm tất cả loại xe ô tô trừ xe ưu tiên ấn định? Biển 1. Chiều dài đoạn đường 500 m.
người lái xe có được bằng và không được phép. Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì? Báo hiệu tốc độ tối thiểu. Biển nào báo hiệu đường đi thu hẹp? Cả hai biển 1 và 2. Biển nào dưới đây là biển cầu quay, cầu cất. Biển và biển nào này có ý nghĩa gì? Đường giảm tốc. Biển này báo hiệu hết cấm vượt. Biển 2. Biển 3 hết cấm vượt. Biển nào dưới đây chỉ dẫn địa giới hành chính 2. Và kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều 1 và 2. Xe nào phải nhường đường đi xuống cuối cùng trong trường hợp này? Bao nhiêu biển xe khách theo hướng mũi tên gặp biển hướng đi theo đặt trước ngã tư những hướng nào xe được phép đi? 2 và 3. Mũi tên xe nào vi phạm quy tắc cấm quay, nhưng mà quay xe này là xe không được quay đầu ở dưới nhưng lại được quay đầu ở bên trên, qua biển này được quay đầu, xe chữa cháy đi vào đường một chiều. Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào? Đúng quy tắc giao thông. Quay đầu ở A. Đúng quy tắc giao thông. Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? Xe đi là xe của bạn. Xe mô tô. Xe con. Xe của bạn. Mô tô. Xe nào phải nhường đường xe của bạn? Bạn xử lý như nào trong trường hợp này? Người lái xe nhường đường cho xe đạp và đi trước xe khách. Nhường đường cho xe đạp và xe khách. Xe nào dừng đúng xe con? Phương tiện tham gia giao thông đồng bộ gồm những loại nào? Rồi, ok. Ok. Và điểm sai 25. Đây là hết cấm vượt. Biển 3 là biển hết cấm vượt. Biển 2 là biển hết mọi lệnh cấm. Biển 30 là xe chữa cháy. Xe chữa cháy sai là đúng. Sao lúc đây mình đã chọn xe chữa cháy mà xe tải sai. Đi theo hướng mũi tên xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Xe tải vi phạm cấm quay đầu. Okay.